đã về. Hôm nay đoàn con gái khắp nơi trong giáo viện Đồng Vân về với giáo sư chúng con để dâng hoa kính đức mẹ, thay lời cho hội đồng phục vụ giáo sứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo sứ Đồng Vân xin chân thành tri ân các đoàn hoa đến từ giáo sứ các trại, giáo họ kinh danh, giáo sứ Đồng Quang và các đội dân hoa của giáo sứ Đồng Vân. Bên đó còn có sự hiện diện của cộng đoàn giáo họ cộng đồng. Với tất cả niềm vui, chúng con tổ chức pháo tay để chào mừng nhau. Sự hiện diện của các đoàn hoa nói lên sự hình ảnh và nói chung nói lên sự yêu mến đức mẹ. Và hôm nay giáo sư chúng con cũng tạ ơn Chúa và cho thời tiết từ tối và tốt đẹp cho đến giờ phút này. Và từ đây giờ hương hoa cũng bắt đầu. Thứ nhất là đội hương hoa thứ nhi của giáo sư chủ nhà Đồng Vân. Sắp tiếp theo đội thứ nhi là khu Mẫu Tâm và khu Minh Sơn. Tiếp theo khu Minh Sơn là khu Minh Xe của giáo sư Đồng Vân. Đội thứ tư là giáo họ Ký Tây. Đội thứ năm là giáo sư Cát Trại. Và cuối cùng là đội đoàn dân hoa của giáo sư mẹ Đồng Quang. Ở đây xin mời đội dân hoa của giáo sư Đồng Vân.